Hai, xin kính chào quý vị. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Đợt này căng nha quý vị ha. Căng nha, khi mà cô luật sư Trần đã khôi phục lại cái tin nhắn mà cái giá nó hơi cao nha. Tới 300 đô là ghê thiệt. Xóa tin nhắn Messenger đi, bây giờ khôi phục lại để vạch trần Tony Phạm. Tony Phạm đợt này là hơi bị căng nha. Khi mà cô luật sư Trần này mà khôi phục lại tin nhắn thì những điều mà anh vu khống cho cô luật sư Trần này thì sẽ bị bại lộ hết nha. Anh sợ không? Chắc giờ anh đang rất là lo lắng, đang sợ đúng không? Giận chơi quý vị khán giả thì thôi, nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng là tin nhắn Messenger thì việc phục hồi là cũng chuyện rất là bình thường ha. Mà cái giá này hơi cao nha, hơi cắt cổ nha, 300 đô rồi nha. Em thấy thường thường mấy trên Facebook á thì người ta làm như là mấy trăm ngàn tới 1 triệu là cao lắm mà. Tại thực sự đây là cái phần mềm khôi phục lại cái tin nhắn thôi, chứ nó cũng phải gọi là sâu xa gì hết quý vị ha. Đó. Nên ăn tới 300 đô thì không biết 300 đô này của ai ha, không biết là có ai tài trợ hay không mà dám chi ra cái số tiền 300 đô cũng gần 7 triệu quý vị, gần 7 triệu đúng không? Số tiền rất lớn, nó bằng một tháng lương ha. Chi ra cái số tiền này lên lật mặt. Em cũng chờ xem bữa giờ coi là cô ta phục hồi xong rồi cô ta sẽ lên quay lại giống như Tony Phạm vậy đó, quay cái màn hình lại, vừa live stream vừa quay màn hình nè. Đó, tin nhắn của tôi với anh là như thế này nè, nó để vạch mặt Tony Phạm, bởi vì mới vạch mặt được. Nhưng mà tại sao mà phục hồi lại rồi mà lại cũng cứ úp hình lên không à, nó không quay video lại, không trực tiếp được. Người ta quan trọng là chứng minh được là cái trực tiếp kìa, cái trực tiếp cầm cái điện thoại lên nè, đọc nè. Đó. Mà tiếc chụp hình lên không à, chụp hình thì cái hình ảnh nó cặt gì 300 đô, 30 ngàn thôi, em ngồi em sửa cho quý vị khán giả. 30 ngàn thôi em ngồi em sửa vô tư luôn, muốn sửa cỡ nào cũng được, hình ảnh thì sửa lúc nào cũng được. Vậy mà cũng nó phục hồi nữa quý vị, người ta cần là bằng chứng. Mà thôi, nói thì nói giỡn cái gì thôi, chứ mà thật sự ra phục hồi gì nữa. Tại mọi chuyện nó đã rõ ràng như ban ngày vậy rồi, cô còn ma mị cái gì nữa, phục hồi cái gì nữa đúng không? Những cái gì cô nói bây giờ cô chụp lại xong cái cô sửa lại thành những cái lời nói của Tony Phạm nói thì thật sự ai làm cũng được. Nhưng mà nhiều khi cái thằng mà Hoàng Lão Tà sửa nó cũng ngồi nó cũng cười, nhiều khi người nó ngồi để sửa mà nó cũng cười nữa. Tại sao? Tại vì bây giờ cô nhờ thì tôi làm thôi, chứ thật sự cái điều này là không thể rồi, ai dám bắt với mình nhiêu cũng chơi chứ đúng không nè. Thứ nhất là cầm trực tiếp trên cái điện thoại mình nè, live stream trực tiếp nè, sửa đường nào hả? Bởi vì thật sự là không sửa được, em bảo đảm quý vị 100% luôn. IT có giỏi cái nào cũng sửa được, nhưng sửa được là Facebook nó dẹp rồi, sửa được là Facebook nó dẹp rồi, nó lộn rồi đúng không? Chứ không có tồn tại như ngày hôm nay đâu, bởi vì không có IT nào, không có ai mà sửa được chứ á. Bởi vì đừng có ma mị nữa, thà chấp nhận mình sai, mình lỡ tiết lộ cho anh yêu của mình biết mà giờ anh yêu mình lại quay lên mạng xã hội, anh yêu mình tố ngược lại mình thì thôi chấp nhận đi, khờ dại gì yêu đi đúng không? Chứ đừng có cố tình nữa, đừng có cố tình mà dẫn dắt dư luận nữa. Biết sao làm như vậy người ta sẽ càng khinh thường nó, cô luật sư Trần. Tại sao? Tại vì ít ra cô cũng mang mát một cái gọi là cái danh hiệu là luật sư đúng không? Thì giờ luật sư là đại diện cho người có học, đại diện cho người học thức và đại diện cho một ngành luật, đại diện cho những người mà là đại diện cho pháp, nói chung là một cái khía cạnh nào của pháp luật đúng không? Mà bây giờ cô lên cô ăn nói lung tung như vậy, cả một cái đứa bây giờ cô đi hỏi mấy cái đứa cấp 2 thôi, mấy đứa mới xài điện thoại thôi, nó biết xài Facebook thôi, hỏi thử xem coi nó sửa được không, sửa như thế nào, cô chỉ giùm nó để sửa đúng không quý vị? Đúng không? Bởi vì thôi đừng có cố chấp nữa, giờ càng biện minh lên á, người ta càng thấy cái trình độ và cái tư duy của mình, và càng thấy cái mát ta luật sư của cô nó giống như nó bị rẻ tiền á quý vị, nó bị rẻ tiền. Rẻ tiền là sao? Tại sao một người luật sư một cái chuyện đơn giản như vậy thôi mà cũng phải lên ma mị, phải lên dẫn dắt lên mà nó xuyên tạc như vậy? Chưa nói về cái câu chuyện cô đang bên bảo vệ đúng hay không, nhưng mà cái câu chuyện mà cô dẫn dắt dư luận qua cái việc mà mình nhắn tin với người khác rồi bị người ta tung tin nhắn lên mà cô lại đi giải thích bằng cái điều đó thì thôi thấy thua rồi, cô sập hầm của Tony Phạm rồi đúng không? Thà cô im lặng, nhiều khi mà Phan Thiên Am họ còn
tin tưởng cô. Mà bây giờ thật sự cô nói cái gì họ cũng tin hết á, họ có ủng hộ chân á. Biết sao không? Tại vì họ đâu cần cô biết cô nói đúng hay cô nói sai, chỉ cần cô lên ủng hộ thôi là họ sẽ sẵn sàng ủng hộ cô. Nhưng mà qua cái này á thì bảo đảm với quý vị rằng á, chắc chắn một điều như thế này là họ sẽ không còn tin cô nữa, và cô là được vô liệt vô danh sách mà giống như là sắp quay xe vậy đó quý vị, sắp quay xe. Và những cái thông tin mặt chắc chắn là cô sẽ không biết được, dù giờ giờ bây giờ dù cô cố đi giải thích giải trình giải nọ vậy kia, nhưng mà thật sự cái chuyện đó quá rõ ràng rồi. Tôn Đại Phạm đưa ra cái chiêu này như là cô tắt đường rồi, nhưng mà người ta sẽ thất vọng hơn cái sự lươn lẹo thay vì thẳng thắn nhận lỗi của mình. Nhưng mà lần này cô lại cố tình chối bỏ, quanh co và lại đi đi lại làm những cái chuyện mà người ta thấy cho là lươn lẹo quá vậy. Và bị biết rồi, chơi với một người mà thứ nhất cũng đằng ở trước mặt thì nói đằng này, đằng sau lưng thì nói khác, với thứ hai là dù bị người ta phát hiện ra lươn lẹo như vậy thì quý vị có chơi nữa không? Chắc chắn sẽ không chơi, đúng không? Chắc chắn những người mà từng nói chuyện với cô này họ bây giờ khi họ đang lo lắng và họ đang xóa hết những cái tin nhắn đó. Tại sao? Tại vì một ngày nào đó thì cô này cũng quay lại thôi. Người như vậy thì họ sẵn sàng quay xe lại một bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng xuyên tạc. Và qua đó thì nhiều người nhìn vào câu chuyện Thiền Am họ sẽ nhìn thấy được nữa đó. Họ biết sai và họ biết như vậy mà họ vẫn cố tình họ ủng hộ. Vậy hỏi quý vị rằng á, Thiền Am đâu phải là có quan hệ họ hàng hay bà con gì đâu, mà tại sao họ lại ủng hộ như vậy? Thì chỉ cùng mục đích thôi, đúng không? Cùng mục đích là tiền 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 thôi, đúng không? Đó. Bởi vậy tại sao mà bây giờ quý vị thấy không, các thân chủ của mình thì đang ủ tờ, các thân chủ mình thì đang ủ tờ và đang chuẩn bị đối diện với pháp luật về cái phiên mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mình là luật sư bào chữa, mà bây giờ vì sao livestream nói về câu chuyện của 50 người, nói về câu chuyện của Diễm My. Thiệt Tôn Đức Phạm nó đúng á, bây giờ mà Diễm My ra cái là banh xù hết, là tội càng nặng hơn nữa, còn bị hốt nhanh hơn nữa. Nhưng mà nhờ thật sự ra cũng nhờ Diễm My đó vậy, một phần là nhờ Diễm My. Nhờ có sự xuất hiện của Diễm My chúng ta mới biết và mới vạch trần ra một cái nơi giả tu như vậy. Cũng vì cái quyền lợi và cái giá trị mà Diễm My đem lại nó quá lớn nên Thiền Am không thể nào bỏ được, đúng không? Ngày xưa các cháu bé đi thi mà chương trình mà thách thức danh hài mà mùa đầu tiên á đạt quán quân, nhưng mà đâu ai chú ý đó, nó cũng giống như một cái làn sóng qua đi thôi, đúng không? Cũng giống như một cái câu chuyện của một giống như là bao nhiêu người giống như cái cô mà thánh súng gì gì đó thì cũng 1-2 ngày, 5-10 ngày là cao lắm rồi, nó cũng trở lại cuộc sống bình thường, sẽ không ai quan tâm nhiều. Nhưng mà từ khi cô Diễm My vào đây và từ khi mà cái câu chuyện 50 người ra thì đem lại họ một cái giá trị quá lớn, được nhiều người biết đến, được nhiều người thương mến và tiền ào ào đổ vô đây. Họ cũng không ngờ, mà em nghĩ họ cũng không ngờ, nên họ bất chấp họ phải giữ Diễm My. Tại sao họ không cho Diễm My xuất hiện? Tại sao? Nếu mà Diễm My xuất hiện và với một cái tâm thái bình thường thì chắc chắn mọi cái âm mưu, mọi cái những gì mà họ đã bày diễn ở trước đây thì sẽ bị vạch trần, đúng không quý vị? Họ cầm trên tay là một cái chiếc clip và cho rằng đây là cái clip mà 50 người xông vào, dù cho bây giờ cơ quan chức năng họ có đã điều tra, họ đã xác minh, họ đã làm rõ ràng về vấn đề không phải không có 50 người mà có 12 người thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái mà để cho họ đánh vào dư luận, để cho những người mà ít có xem tin tức họ đánh vào dư luận. Còn bây giờ mà Diễm My xuất hiện mà nói từ đầu tới vạch tẹt ra tất cả mọi thứ thì họ đâu còn gì đâu quý vị, đúng không? Họ tưởng rằng là họ sẽ dùng được truyền thông để mà đánh sập được anh Thắng và chị Mai, đúng không? Em nói thật sự với nhiều người, người ta nếu mà người ta không thương con á, người ta không thương con, người ta nói người ta mệt mỏi á thì người ta đã bỏ cuộc rồi, đúng không? Như anh Thắng chị Mai mà họ mà không thương con á thì họ đã bỏ cuộc rồi, họ bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Tại vì lúc đó họ bị tấn công rất là dữ dội, thậm chí là dính với vụ kiện, thậm chí là nếu mà dịch sơ xuất thôi có thể mà ủ tờ, đúng không? Nhưng mà họ vẫn cố gắng, họ vẫn chèo chống, họ vẫn đi tìm cuộc chiến pháp lý cho mình. Và từ từ đó người ta mới nhận thức ra được là cái câu chuyện 50 người không phải như vậy. Và từ đó cái câu chuyện Thiền Am bắt đầu mới vạch trần, mới bại lộ như vậy. Và đâu còn gì đâu. Bây giờ họ rất là sung, họ kêu nhau, họ kêu gọi nhau để mà chia sẻ sắp clip của Diễm My. Mà quý vị biết rồi, cơ quan chức năng họ cũng đã nói rồi, cái đó không đủ căn cứ cơ sở để chứng thực được. Ngoài Diễm My không có cơ sở nào mà chứng minh được là những cái lời nói trong cái video của Diễm My.
Mà cái lời nói trong video của Diễm My là sao? Cái lời nói của trong video Diễm My là thứ nhất tố cáo đài truyền hình Long An nè, tố cáo cơ quan chức năng nè, tố cáo cha mẹ ruột của mình nè. Mà những cái luật sư này khi biết, khi mà cơ quan chức năng họ nói đây là những cái thông tin chưa được kiểm chứng mà họ vẫn tiếp tục họ chia sẻ, và một số những con nhang đệ tử của họ chia sẻ, thì đây cũng sẽ là một cái màn mà một ăn hay thua luôn nè quý vị. Tại sao? Tại vì họ chia sẻ những cái thông tin, những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng thì tất nhiên là sẽ vi phạm pháp luật rồi, mà nhất là những thông tin đó là sao, tố cáo ba mẹ của mình, rồi lại tố cáo đài truyền hình Long An, một cái đài truyền hình lớn của một đại diện cho một cái tỉnh thành, rồi cơ quan chức năng đại diện cho pháp luật đó. Vậy là đang vu khống, thì đang vu khống thì cũng dính vô cái tội 331 đúng không quý vị? Có thể rằng khi mà Diễm My xuất hiện sẽ hốt trọn ổ luôn, không riêng vì về những cái người trong thiền am mà riêng về những cái luật sư nè, những con nhang đệ tử nè, khi mà nghe tin cái chia sẻ theo thì sẽ hốt trọn ổ luôn. Đây cũng là một cái mà Diễm My hốt trọn ổ thiền am quý vị khán giả đúng không? Họ cứ gắng chia sẻ đi đúng không, bình thường như vậy thôi. Cơ quan chức năng họ cũng đã nói những cái thước phim, những cái video đó là chưa được kiểm chứng. Vậy tại sao chia sẻ như vậy? Có phải là đang làm ảnh hưởng đến cơ quan truyền thông, đang chịu ảnh hưởng đến cơ quan chức năng không? Gây ra tình hình mất an ninh trật tự không? Đó, bởi vì họ sẽ vi phạm. Và em tính cái ngày đó sẽ không xa đâu quý vị khán giả. Quý vị thấy không? Cơ quan chức năng họ làm từng bước, và họ có từng bước một, từng bước một, chứ họ không làm gấp rút. Không phải làm gấp rút mà họ biết rằng á, phải làm đầy đủ những bằng chứng nào, là có video, có bằng chứng, tất cả mọi thứ thì mới, thì thiền am họ họ còn chưa chịu nhận tội, nói chi mà làm gấp rút. Nhiều khi bị nó họ bắt bẻ lại, nhiều khi là gây ra những cái tiếng không tốt, không họ làm một cách triệt để luôn, coi như là khỏi chối, khỏi cãi gì hết trơn á, khỏi nói gì hết trơn á, chỉ mà ngậm ngùi mà phải nhận tội thôi đúng không quý vị? Đó, mà quý vị thấy không, trong thời điểm này cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra nè, đang đang điều tra về cái vụ mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản nè. Một cái điều đơn giản như vậy nè, để chứng minh được có lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không thì cái việc cứ đi là xét nghiệm ADN thôi là xong rồi đúng không, là xóa mọi cái tin đồn. Mà thậm chí là khi mà chứng minh rồi á thì mọi thứ sẽ về lại với họ đúng không, lòng tin, sự yêu thương, tiền bạc, mọi thứ sẽ về. Nhưng mà tại sao tới thời điểm này họ vẫn không không chấp nhận, dù họ cứ lên mạng họ nói rằng không có huyết thống nhưng mà họ vẫn không có tung ra ADN, tung ra cái giấy xét nghiệm ADN của cơ quan chức năng đúng không? Mà cô Thanh Trần có biết rồi đó, cô biết, cô có nói là người nào mà người là con của người nào, chúng ta họ đã nắm được rồi, nhưng mà họ vẫn còn binh, tại vì họ không ngờ cái tiền đổ vô vậy đâu. Trong lúc mà thân chủ của mình đang lầu dầu sôi lửa bỏng và các luật sư thì đang ung dung đi làm từ thiện, rồi đi gặp người này, đi gặp người kia, gặp YouTuber này, gặp YouTuber kia để lên mà like, để nói chuyện về thiền am sao? Tại vì muốn lấy hết những cái người mà yêu thương thiền am á, lấy hết, quý vị không? Và quý vị nhớ rằng những luật sư này, cái cô mà khoanh gì đã nói rồi, không lẽ 100 vụ mà mình không thắng được vụ nào sao luật sư? Thì quý vị nghe cái câu đó là quý vị thấy sợ rồi, là họ đã bào chữa 100 vụ rồi chưa thắng. Mà quý vị hãy nhìn lại đi, những cái vụ việc họ bào chữa toàn là những vụ việc liên quan tới vấn đề 331 không? Thì hỏi quý vị rằng á, thậm chí họ còn đòi là bỏ cái luật 331 nữa. Quý vị thấy chưa, ghê chưa? Đó. Thân chủ mình thì đang dầu sôi lửa bỏng, mình thì bây giờ tha sức đi kêu gọi đi làm từ thiện. Bây giờ làm từ thiện gì được, cái mục đích gì? Đúng không? Giờ mọi người đang mong chờ anh làm như thế nào để anh cứu những người trong thiền am, còn giờ anh đang ung dung trên trời à, đặt mây xanh hôm nay xuống chơi à, em cô đơn hơi buồn thấy anh tự nhiên thảnh thơi à. Anh đi làm từ thiện đúng không? Đi làm từ thiện kêu gọi thì cố gắng, nói chung là một mặt á là cố gắng để mà kêu gọi lụm được nhiều lụm, còn bây giờ thì câu chuyện đã vỡ lẽ rồi. Bà Thanh Trần bà cũng biết rồi quý vị thấy không, bà cũng nói trong cái tin nhắn. Ai có thể cho rằng cái giọng tin nhắn là giả, nhưng mà đối với mình thì mình cho rằng là thật, không có đường nào mà giả cho quý vị. Nói trước nói sau gì chăng nữa thì mình vẫn thấy được là quý vị thấy không, bà Thanh Trần bà biết được những cái điều đó rồi. Bà nói chung là bà muốn bỏ rồi, bà muốn bỏ câu chuyện này rồi, không làm nữa. Nhưng mà có thể là bà bị bà cũng từng nói trong cái đoạn tin nhắn quý vị đọc không, là muốn không nói về việc này nữa. Nhưng mà tại sao bà nói? Có thể rằng á là ban đầu họ nghĩ họ nhận cái này cái kia từ một số những người
cho rằng họ yêu mến, nhưng mà đây sẽ là những bằng chứng tố giác họ sau này. Nói chung là người ta gọi một câu là phóng lao hay theo lao vậy. Bây giờ ngừng lại thì sẽ là còn nguy hiểm hơn nữa. Thà đây tới cuối cùng chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà bây giờ mà ngừng lại còn hơn vậy nữa, đúng không? Còn bây giờ người khôn thì người ta ngừng lại hết rồi. Giống như ai? Giống như Tôn Đức Phạm nè vậy ha. Nói Tôn Đức Phạm giờ khôn, giờ nếu mà đi nữa thì biết con đường của mình nhiều khi về nước cũng không có, đúng không? Đó. Nên bây giờ vạch trần coi như là để mà ăn năn, để hắn, để mà hối lỗi về những cái tội lỗi của mình gây ra, để vạch trần Thiền Am, vạch trần cái cô Thanh Từ Trần này, vạch trần cái người hay mang hay mặc, và cũng chứng minh cho tất cả cộng đồng thấy rằng là cái việc mà những người này đang bảo vệ Thiền Am á, thật sự ra họ biết Thiền Am như thế nào, họ biết rất nhiều thông tin, nhưng mà họ vẫn cố chấp, họ vẫn cố gắng, họ vẫn la lết để bảo vệ. Vì cái gì thì quý vị chấm chấm vì hiểu rồi đúng không? Đó. Còn cô Thanh Trần này thì về giờ em nói thật với quý vị, không có ai tin nữa đâu. Một mặt á là những người kia họ vẫn còn tin, nhưng mà họ đã đưa cô này vô danh sách là tuyệt đối giữ bí mật với cô này, đúng không? À, nên sẽ không có đâu, nên sẽ không bao giờ mà cô này được lòng tin. Người ta nói một lần bất tín thì vạn lần bất tin, mà đối với những người trong Thiền Am thì quý vị biết rồi, nhớ những fan trong Thiền Am là họ triệt hạ được ai, họ triệt hạ. Tại bây giờ cái cô Thanh Trần này cũng chưa có quay xe nên họ không triệt hạ được. Còn mà cô này chỉ cần nói hé miệng lên một cái thôi là bị triệt hạ liền, nó không cần nói nhiều, đúng không? Tại bây giờ càng ngày cái bánh nó càng thu hẹp lại rồi, càng ngày cái bánh nó càng thu hẹp lại rồi, bây giờ phải cố gắng giành. Dù thu hẹp nhưng mà cái bánh trong đó nó còn rất là nhiều, còn rất là nhiều cái lợi trong đó, nên họ cũng phải chà đạp nhau, quý vị thấy không? Biêu mập nó lên nó nói con cái hỏi đặc luật sư là tại sao mà không lo cái vụ mà giám đốc thẩm tái thẩm mà tối ngày lên live stream nói về những cái vấn đề gì không, tại sao không như vậy? Cũng đúng mà, đúng không? Những người mà yêu mến Thiền Am, những người bên bảo vệ Thiền Am, tại sao mà luật sư họ không họ thì nói một đằng, họ đi một nẻo, đúng không? Thay vì bây giờ họ nói về câu chuyện 50 người thì giống như em là luật sư thì em đã đi tìm những cái người mà xuất hiện trong cái video clip đó rồi, đúng không? Xuất hiện trong video clip đó và xác minh những người đó có phải là quan hệ huyết thống hay là có bà con hay là có nhận tiền của ông Thắng để đến đây hay không, rồi đi tìm những cái người mà tố cáo Thiền Am, xin họ để mà kêu gúp lại đơn bồi thường, chứ đâu phải là lên trên mạng rồi nó kêu bằng ôi mọi người ơi đã từng tố cáo Thiền Am về lừa đảo thì chúng tôi xin trả tiền lại, kêu gọi mạnh thường quân trả tiền lại cho những người đó, đừng gúp đơn kiện. Ủa cái gì như không, phải đi gặp trực tiếp và nói chuyện như thế nào, người ta còn suy nghĩ, còn cái này nói trên mạng trong không như vậy ai mà suy nghĩ, đúng không? Cuối cùng người có làm gì đâu, đi làm từ thiện. Mà thời điểm này á, chuẩn bị thân chủ mình nhiều khi thêm tội nữa, giờ đi làm từ thiện, quý vị thấy rồi đó. Nói chung là câu chuyện của Thiền Am bây giờ đã sáng tỏ mọi thứ rồi. Báo chí Long An họ cũng đã lên rất là rõ ràng về vấn đề lùm lon rồi, đúng không? Không còn gì mà để mà chối bỏ những gì đó hết. Bây giờ xen vô câu chuyện này, những người bên là quý vị thấy không, toàn là những người mà bị lên VTV1, VTV4 toàn là bị gạch đỏ mà. Là những người đó là tham gia những thành phần chống phá, mà bây giờ họ tham gia vào bảo vệ Thiền Am thì quý vị biết rồi. Trong đó có một số người giống như mẹ Nắm thì cũng từng chịu tội ở Việt Nam, đúng không? Giờ đâu được về đâu, ở bên bảo vệ, tại vì họ muốn lợi dụng cái câu chuyện này để mà họ xuyên tạc. Mà em nói thật sự quý vị khán giả, nhiều anh chị cô chú bây giờ nếu mà thương Thiền Am á, thương Thiền Am á, thì đừng ủng hộ họ, mới gọi là thương Thiền Am. Tại vì đừng ủng hộ họ để cho những người Thiền Am bị ngáo mạn nữa. Họ nghiêm túc chấp hành và nhận sai thì họ còn có đường về, còn có đường mà về để mà tập. Nếu mà họ biết sai, họ sau này họ tu hành nữa. Còn có đường về họ tu hành. Còn mà họ cứ cố chấp, họ cứ lấp lửng cái sai của họ đi, thì em nói thật sự cái đường nó sẽ càng ngày càng xa, càng ngày càng xa vậy nè, đúng không? Đó. Bây giờ họ chỉ cần họ lên, chúng tôi yêu cầu những luật sư không được lên live stream nữa, tiết lộ những thông tin gì liên quan tới câu chuyện này nữa. Bây giờ thật sự cái tiết lộ gì đâu có được lợi, Thiền Am có được lợi đâu. Được lợi là những luật sư. Những luật sư được lợi là sao? Được lợi là những luật sư kêu nói những cái tình tiết đó thì ánh vào cái dòng thương hại của cộng đồng, và từ đó thì cái lợi ích thuộc về luật sư, thậm chí là có thể chia cho Thiền Am một ít. Bởi vì Thiền Am bây giờ vẫn còn tham nên mới chịu cái cảnh này nè, đúng không? Dù những người trong đó đang ủ tờ nhưng mà họ vẫn không chịu, đúng không? Bây giờ họ chỉ cần lên tiếng thôi, tôi không cần luật sư gì, yêu cầu luật sư bào chữa, không được lên mạng tiết lộ những thông tin này, tập trung lo bào chữa cho chúng tôi. Chúng tôi không cần ai kêu gọi từ thiện hay kêu gọi một bất cứ gì cho Thiền Am nữa, cách cho biết nó đủ rồi. Các anh chị nhớ ủng hộ thương thì hãy quan tâm theo dõi thôi, nói một câu đó thôi.
là thử coi những luật sư này còn bảo vệ nữa hay không, đúng không? Khi mà mất quyền lợi rồi họ sẽ không bảo vệ nữa. Thật sự cái tiền mướn của họ không bao nhiêu tiền, nhưng mà tiền mà donate, tiền mà cho thôi là vì biết không? Trong cái sự việc này vậy thôi, có rất là nhiều những người đã được hưởng lợi từ thiện ác. Họ binh họ bảo vệ bất chấp, dù họ biết sai nhưng mà họ vẫn binh họ vẫn bảo vệ bất chấp, nhưng mà vì cái đồng tiền. Nhưng mà rồi bây giờ phải họ phải hối hận, có những YouTuber họ phải trả giá, và cái trả giá này chưa đâu quý vị, cơ quan chức năng họ làm một lần là gom gọn hết, chứ không phải là quý vị nhìn thấy hay chưa đâu. Khi mà họ ngừng giờ này, nhiều khi mà còn được nhẹ tội, còn nhà họ cố gắng họ bảo vệ bất chấp như vậy, nhiều khi là tội nó càng trọng tội, nhưng mà chưa đến mức mà cơ quan chức năng họ phải tạm giam hay là bắt tạm giam gì hết, đúng không? Chưa tới mức đó thôi, nhưng mà không phải không có đó. Nên đừng 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 có mà mua, nếu mà thật sự mình biết như đó vậy rồi mình cũng bạch trần đi. Tiền bạc thì giả sử như có nhiêu ăn nhiêu, đúng không? Nghèo cho sạch mà rách cho thơm, đúng không? Đó. Còn mình cứ ủng hộ như vậy, mà ủng hộ cái vấn đề là gì? Vấn đề không phải là vấn đề nhỏ đâu nha các anh. Nhiều khi các anh nghĩ ở đây là vấn đề, nhiều khi lên cãi bị phạt 7,5 triệu thôi, không có. Cái này liên quan tới đồng phạm, liên quan tới vấn đề mà 331 nữa. Các anh đang công kích một cơ quan chức năng, chứ không phải là các anh lỡ nói sai cái chuyện gì ha. Và cái này thì người ta điều tra ra có đồng phạm hay không, có liên lạc với nhau hay không, cái này kia nữa. Tiền trong túi mình nó nhiều khi cái tài sản của mình nó chưa biết là sau này còn hay không, nhiều khi người ta tịch thu, người ta thu hồi lại nó không chừng đó. Ăn được nhiêu đó nhưng mà không có lâu dài, không có tồn tại mãi mãi được đâu. Có thể ngày hôm nay quý vị thấy họ có nhiêu đó đó, nhưng mà thật sự ra họ hại họ, sau này họ đi chùa, họ đi làm từ thiện thì nhiều đi chăng nữa họ không rửa được một cái tội ở đâu, đúng không? Đó. Bây giờ cho về ai khôn giống như bà diễn máy không, bà bị thắt sủng bao qua bên đây thì vẫn được cộng đồng ủng hộ. Nói chung là người ta nói một câu như thế này là đánh người chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại, đúng không? Bà Diên Mai dù bà có lên bà nói bà bên bảo vệ, nhưng mà bà nhận ra cái điều đó và bà quay lại thì bà làm thức tỉnh được nhiều người, thì đó cũng là cái phần mà bà cái nghiệp mà bà phải làm lại để mà nhiều người vẫn ủng hộ bà, đúng không quý vị? Đó thì đây là những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn chia sẻ gửi đến cô chú anh chị. Thì một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.